Có thể là em đang chuẩn bị rất là nhiều thứ, và từ từ với cái công việc của em thì cái việc phát biểu trước đám đông rất là dễ dàng. Chắc chắn là thưa quý vị thì Diễm Hương đang chuẩn bị rất là nhiều lời văn, cũng có thể để có thể thưa đến quý vị, bởi vì dẫu sao đây cũng là một cái đám cưới của Diễm Hương với Quang Huy được mọi người quan tâm. Nhưng mà thực sự đến giờ phút này khi mà chúng ta cùng trải qua khá là nhiều, thì em biết là em luôn là một người vợ khó tính, em luôn cằn nhằn anh rất là nhiều, và từ giờ cũng không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy được cái điểm tốt của anh. Có thể là nó hơi tiềm ẩn, nhưng mà em là một người maybe là hy vọng trở thành một người đầu tư nhìn xa trông rộng, để trong tương lai thì em có thể thấy được sự lựa chọn của mình là đúng. Nhưng thật sự thì không cần đợi đến tương lai em thấy sự lựa chọn của mình là đúng, bởi vì trải qua rất là nhiều khó khăn, không phải giống như những cái cặp đôi khác thì Diễm Hương và Quang Huy đã trải qua khá là nhiều vất vả, có những lúc hoạn nạn sinh tử, và đến bây giờ thì chúng ta có một em bé rất là tuyệt vời. Và dù em có thể khó tính như thế nào thì anh luôn ở kế bên, dù có rất nhiều chúng ta lần cãi lộn, nhưng em hy vọng rằng anh sẽ luôn luôn gọi em là công chúa nhỏ của Huy, bởi vì dù thế nào thì em có giận hờn, nhưng mà em tin chắc rằng em sẽ luôn yêu thương anh như là một người chồng, một người cha và một người bạn đời của mình. Hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau nhìn nhau và yêu nhau đến khi không còn hơi thở trong cuộc đời này nữa. Vâng, không lời nói nào có thể chúng ta có thể diễn tả được bằng hành động, và không sự lãng mạn nào mà không có cùng hai người sải khất bước đi. Và sau đây mấy cung nữa thôi, cứ lại sẽ dắt tay cô dâu hãy cùng bước lên đường sân khấu. Còn xinh xắn như lúc em cười đâu nào ngoan nhé, nghe anh một lần.